Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thời buổi suy thoái kinh tế, mặt trận tổ quốc nhắn tin cho dân xin tiền lẻ Ngày 16 tháng 8, tác giả Song May có bài Bình luận về chuyện chính quyền gửi tin nhắn để nhắc nhở và xin tiền dân Đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt Theo tác giả, từ lúc có đại dịch Covid xuất hiện Dân Việt Nam bắt đầu nhận được những dòng tin nhắn của chính quyền Trong khoảng thời gian ấy, tin nhắn của chính quyền kể ra cũng có ít dù chỉ là cấm. Nhưng hiện nay không ít những dòng tin ấy thường vô bổ khi dân chúng đang mong chờ những tin nhắn khác như nhận lương từ ngân hàng chẳng hạn. Hình ảnh bài bình luận trên BBC Tiếng Việt. Tác giả cho biết dân Sài Gòn lúc thì nhận thông báo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở thực hiện thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip, hướng dẫn cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử Loại tin mà công an khu phố đã thốt dục khiến dân phát mệt, lúc khác dân chúng được nhắc nhở đi mua sắm vì Ủy ban triển khai chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả liệt kê một loạt tin nhắn có tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có tin từ Bộ Công an, có tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, mà đa số theo tác giả đều là vô ích và vô nghĩa có vẻ hữu ích nhất là tin nhắn của Bộ Thông tin Truyền thông nhắc nhở người dân cảnh giác với thông tin giả mạo lừa đảo trên Internet. Bên cạnh đó, tác giả đề cập đến những tin nhắn kêu gọi ủng hộ tiền từ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nội dung kêu gọi ủng hộ làm nhà cho người nghèo của tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên. Tác giả đặt câu hỏi, thật là lạ, vì sau 70 năm chiến thắng mà mảnh đất ấy vẫn còn người nghèo. Tác giả nhận xét dân chúng Sài Gòn nếu làm việc trong các công ty nhà nước hàng năm đều phải góp một ngày lương cho mỗi cuộc vận động kiểu này, chưa kể về nhà vẫn phải ủng hộ cho quỹ đoàn thể ở địa phương. Này Trung ương còn vận động quyên góp qua tin nhắn, đến kèm số tài khoản thì đúng là thời buổi khó khăn, mặt trận tổ quốc phải đi xin tiền lẻ. Tác giả đề cập đến việc cộng đồng mạng đã đem tin nhắn này ra diễu cợt, Facebooker Đoàn Khắc Xuyên, một nhà báo, ngày 12 tháng 7 đặt vấn đề Tại sao không bắt bọn tổ chức chuyến bay giải cứu, nhả ra vài trăm tỷ là có thể giải cứu cho đồng bào nghèo điện biên ngay thôi mà, sao không làm? Hình ảnh vận động phong trào trên website của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tài khoản Chí Thanh Nguyễn góp ý, chuyển kinh phí xây tượng đài hoặc chuyển kinh phí làm các bản hiệu khu phố văn hóa trên toàn quốc sang kinh phí xây nhà cho dân nghèo, xây trường học là thiết thực hơn. Tác giả dẫn ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết ở Việt Nam chúng ta có mặt trận tổ quốc, có 5 tổ chức chính trị, xã hội, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và hội cựu chiến binh và 28 hội đặc thù gọi chung là các tổ chức quần chúng công. Trong đó đa số tổ chức này đều có 4 cấp trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận và xã, phường. Tính cộng gợp thì tổng chi phí cho các tổ chức quận chúng công hàng năm dao động từ 45,6 đến 68,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 1 tới 1,7% GDP của cả nước. Nhưng hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong số này vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Tác giả cho hay, khi vào trang web chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem một vận động phong trào thì thấy từ giữa tháng 5 năm 2023 đến nay có 4 bài viết nói về dự án làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Có nêu cụ thể số hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và số ngôi nhà cần xây mới, sửa chữa. Tuy nhiên, tác giả đọc hết bài cũng như tìm hết các mục trên trang web, chẳng thấy mục nào công khai tài chánh, tức kê khai mức thu chi của từng dự án tác giả kết luận minh bạch thu chi các khoản quyên góp từ thiện chỉ là điều khoản bắt buộc với dân mà thôi xưa nay chỉ có những doanh nghiệp muốn củng cố mối quan hệ với chính quyền cốt làm được việc thì mới ủng hộ vào cái quỹ của mặt trận tổ quốc mà không cần biết họ dùng tiền đó để làm gì có điều kinh tế suy thoái vợ doanh nghiệp nào cũng nghèo nên đến lượt dân thường được mặt trận tổ quốc nhắn tin xin tiền Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm đê với bản tin Thời buổi suy thoái kinh tế, mặt trận tổ quốc nhắn tin cho dân xin tiền lẻ. Tà thuyết đấu tranh tôn giáo của đảng Ngày 14 tháng 8, báo Tiến Dân đăng bài Đảng Cộng sản Việt Nam và Tà thuyết đấu tranh tôn giáo của luật sư Đào Tăng Dực từ Úc Châu, hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Theo quan điểm của tác giả, các đảng Cộng sản trên thế giới từ Liên Xô đến Trung Quốc Triều Tiên đến Việt Nam đều cướp chính quyền và bám giữ chính quyền qua sự đề xướng và thực thi hai mệnh đề chính trị căn bản. Mệnh đề thứ nhất, đấu tranh chính trị là đấu tranh giữa các giai cấp xã hội. Đây là mệnh đề xuất phát từ Karl Marx, cho rằng xã hội loài người phát triển dựa trên đấu tranh giữa giai cấp, giữa giai cấp tư bản bóc lột và giai cấp vô sản bị bóc lột. Một khi giai cấp vô sản chiến thắng và thiết lập một nhà nước xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản thì sẽ không còn mâu thuẫn nội tại và thiên đường xã hội chủ nghĩa sẽ hình thành. Mệnh đề thứ nhì, đấu tranh giữa các đế quốc thực dân và các quốc gia thuộc địa là một sự nối dài của đấu tranh giai cấp do Lenin khởi xướng. Lịch sử thế giới đã chứng minh cả hai mệnh đề này đều là tà thuyết, chỉ mang tính huyền thoại. Tuy nhiên, theo tác giả, Đảng Cộng sản Việt Nam còn có một mệnh đề thứ ba rất nguy hiểm đấu tranh giữa công giáo và Phật giáo Việt Nam. Mệnh đề này không phổ biến trên trường quốc tế, nhưng chúng đã giúp rất nhiều cho Đảng Cộng sản Việt Nam chiến thắng tại miền Nam. Tác giả phân tích, người Cộng sản Việt Nam đã thuyết phục được rất nhiều người trong hàng giáo phẩm Phật giáo, tín đồ Phật giáo miền Nam và sự kiện này đã giúp cho họ chiến thắng trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Chiến thắng của họ bắt đầu đậm nét từ cuộc đảo chính lật đổ các ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu năm 1963 và ngày càng đậm nét với việc giáo hội Phật giáo xuống đường liên tục sau đó. Mệnh đề thứ ba này có tính chiến lược đối với đảng Cộng sản Việt Nam vì không những nó giúp cho họ chiến thắng mà còn tiếp tục giúp họ duy trì quyền lực tại Việt Nam. Hình ảnh một đại lễ Phật đảng được tổ chức hoành tráng tại Việt Nam tác giả nhận định đã phá mệnh đề này là một điều kiện tiên quyết trong tiến trình dân chủ hóa việt nam tác giả nhận định ý niệm xung đột tôn giáo giữa phật giáo và công giáo là một biện minh có tính ảo giác do đảng cộng sản việt nam dựng lên và hoàn toàn không có căn bản nguyên thủy tác giả lấy dẫn chứng từ các quốc gia xã hội đông á cùng một nền văn hóa và chiều dài lịch sử như chúng ta là đài loan hồng kông nhật bản nam hàn đã trở nên là những xã hội đa tôn giáo thành công và mọi tôn giáo hiện diện đều hoạt động hài hòa trong khuôn khổ của hiến pháp và luật pháp tính hòa giải các xung đột giữa mọi thành phần trong xã hội dân sự là một nét đặc thù của một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên chân chính tác giả tin tưởng rằng trong một nền dân chủ tương lai tại việt nam tất cả mọi tôn giáo từ công giáo tin lành hòa hảo cao đài và nhất là phật giáo sẽ như những đóa hoa tuyệt đẹp, tô điểm cho non sông đất nước Việt Nam. Mệnh đề thứ ba này của Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn là một tà thuyết ngoại lai cần phải vứt vào sọt rác của lịch sử. Tác giả kết luận, một khi mệnh đề thứ ba của Cộng sản Việt Nam bị dập tắt và hiện nguyên hình là một tà thuyết mị dân, một khi những người Phật tử Việt Nam hiểu rõ mình bị lừa gạt từ nhiều thập niên, một khi hàng ngũ giáo phẩm Phật giáo ý thức được thực trạng này, và vượt thoát vòng kiềm tỏa của mặt trận tổ quốc. Một khi mọi thành phần tôn giáo cùng đồng hành với dân tộc trong tiến trình dân chủ hóa đất nước, thì những cuộc biểu tình vì môi trường sống trong tương lai hoặc vì dân chủ và nhân quyền sẽ có thể quy tụ hàng trăm ngàn người và chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ nhanh chóng cáo chung. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Ta thuyết đấu tranh tôn giáo của đảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm d